xin kính mời quý vị thính giả nghe truyện ngắn và phân tích tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Quý vị thính giả nghe đài thương mến, Chí Phèo là một truyện ngắn nổi tiếng của nhà văn Nam Cao, viết vào tháng 2 năm 1941. Chí Phèo là một tác phẩm xuất sắc, thể hiện nghệ thuật viết truyện độc đáo của Nam Cao, đồng thời là một tấn bi kịch của một người nông dân nghèo bị tha hóa trong xã hội. Hiện nay, truyện đã được đưa vào sách giáo khoa ngữ văn 11, tập 1. Chí Phèo cũng là tên nhân vật chính của truyện. Truyện ngắn Chí Phèo nguyên có tên là Cái Lò Gạch Cũ. Khi in thành sách lần đầu năm 1941, nhà xuất bản Đời Mới Hà Nội đổi tên là Đôi Lứa Xứng Đôi. Đến khi in lại trong tập Luống Cày do Hội Văn hóa Cứu Quốc xuất bản Hà Nội năm 1946, Nam Cao đặt lại tên là Chí Phèo. Nhà văn Nam Cao bắt đầu sáng tác từ năm 1936, nhưng đến tác phẩm Chí Phèo, nhà văn mới khẳng định được tài năng của mình. Chí Phèo là một kiệt tác trong văn xuôi Việt Nam hiện đại, một truyện ngắn có giá trị hiện thực và nhân đạo sâu sắc, mới mẻ, chứng tỏ trình độ nghệ thuật bậc thầy của một nhà văn lớn. Thời gian năm 1941-1944 là thời sáng tác sung mãn và có hiệu quả nhất trong đời viết văn của Nam Cao. Cố nhiên ngồi bút viết văn của Nam Cao không đạt kỷ lục nào về số lượng, về độ dài hay độ dày. Cái mà ông đạt tới đỉnh cao là chất lượng mới, chất lượng ngôn ngữ nghệ thuật, chất lượng tư duy xã hội và tư duy văn học. Tác phẩm Chí Phèo được phát hành đầu năm 1941 trong tạp chí Đời Mới, cho thấy tài năng của Nam Cao thể hiện giá trị vô cùng sâu sắc về Chí Phèo. Truyện Chí Phèo lấy bối cảnh của làng Vũ Đại. Làng Vũ Đại là một ngôi làng cổ xưa, dân ở đây hễ thấy Chí la lên là ùa ra xem, nhưng về sau lại không ra nữa. Chí Phèo sinh ra trong một cái lò gạch cũ kỹ, khi cất tiếng khóc chào đời không hề được hưởng một chút quyền sống nào của một con người. Ở trong quyền, hình ảnh lò gạch xuất hiện ở cả đầu và cuối câu chuyện. Lúc đầu, cái lò gạch này rất nhiều người qua, nhưng sau khi Chí chết thì nó đã bị bỏ không, vắng người qua lại. Truyện mô tả khái quát một hiện tượng xã hội ở nông thôn Việt Nam trước năm 1945. Một bộ phận nông dân lao động lương thiện bị đẩy vào con đường tha hóa, lưu manh hóa. Nhà văn đã kết án đanh thép cái xã hội tàn bạo tàn phá cả thể xác và tâm hồn người nông dân lao động, đồng thời khẳng định bản chất lương thiện của họ, ngay trong khi họ bị dùi dập, mất cả nhân hình nhân tính. Chí Phèo là một tác phẩm có giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo sâu sắc, mới mẻ. Chủ đề chính của câu chuyện này là đề cao sự phê phán xã hội phong kiến ngày xưa. Trong truyện có những sự xuất hiện của con người và nhân vật. Hơn nữa, nhà văn Nam Cao đã đề cao và khẳng định những phẩm chất tốt đẹp cao quý của Chí Phèo, Thị Nở. Câu chuyện này đã nói lên sự xung đột vô cùng quyết liệt của các tầng lớp khác nhau trong xã hội phong kiến. Chí Phèo. Hắn vừa đi vừa chửi, bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời, có hề gì, trời của riêng nhà nào, rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao, đời là tất cả nhưng cũng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại, nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, chắc nó trừ mình ra. Không ai lên tiếng cả. Tức thật, ồ thế này thì tức thật, tức chết đi được mà. Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn, nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp, thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này. À ha, phải đấy, hắn cứ thế mà chửi. Hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo. Mà có trời biết, hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết. Một anh đi thả ống lương, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần truồng và xám ngắt trong cái giấy đụp để bên một lò gạch bỏ không. Anh ta rước lấy và đem cho một người đàn bà quá mù. Người đàn bà quá mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ. Hết đi ở cho nhà này, lại đi ở cho nhà nọ. Năm 20 tuổi, hắn làm canh điền cho ông Lý Kiến, bây giờ cụ Bá Kiến, ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông Lý trẻ lắm mà lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân hay xoa bụng, đấm lưng gì đấy. Người ta bảo ông Lý ra đình thì hách dịch,
cả làng phải sợ, mà về nhà phải sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy phốt pháp, má bà ấy hay hay, mà ông Lý thì hay đau lưng lắm. Người có bệnh đau lưng thì hay sợ vợ, mà chúa đời là khỏe ghen. Có người bảo ông Lý ghen anh Canh Điền khỏe mạnh mà sợ bà ba không dám nói. Có người thì bảo anh Canh Điền ấy được bà ba quyền thu quyền bổ trong nhà tinh cẩn, nên lấy trộm tiền trộm thóc nhiều. Mỗi người nói một cách, chẳng biết đâu mà lần. Chỉ biết một hôm, chỉ bị giải quyện rồi nghe đâu phải đi tù. Không biết tù mấy năm, nhưng hắn đi biệt tâm 7-8 năm. Rồi một hôm, hắn lại lù lù ở đâu lần về. Hắn về lần này trông khác hẳn. Mới đầu chẳng ai biết hắn là ai, trông đặc như thằng sắn cá. Cái đầu thì trọc lóc, cái răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen mà rất cơn cơn. Hai mắt gườm gườm trông gớm chết. Hắn mặc quần áo nái đen với cái áo tay vàng, cái ngực phanh đầy những nét chạm trổ rồng phượng với một ông tướng cầm chùy. Cả hai cánh tay cũng thế, trông gớm chết. Hắn về hôm trước, hôm sau đã thấy ngồi ở chợ uống rượu với thịt chó suốt từ trưa đến xế chiều, rồi say khướt. Hắn xách một cái giỏ chai đến cổng nhà bá Kiến, gọi tận tên tục ra mà chửi. Cụ bá không có nhà, thấy điệu bộ hung hăng của hắn, bà cả đùm bà hai, bà hai thúc bà ba gọi bà tư. Nhưng kết cục, chẳng bà nào dám ra nói với hắn một vài lời phải chăng. Mắt cái phải cái thằng liều lĩnh quá, nó lại say rượu, tay nó lại lăm lăm cầm một cái giỏ chai, mà nhà lúc ấy toàn đàn bà cả. Thôi thì cứ đóng cái cổng cho thật chặt, rồi mặc thay cha nó. Nó chửi thì tai liền miệng đấy, chửi thì lại nghe. Thành thử chỉ có ba con chó dữ với một thằng say rượu. Thật là ầm ĩ, hàng xóm phải một bữa điếc tai. Nhưng có lẽ trong bụng thì họ hả. Xưa nay họ mới chỉ được nghe bà cả, bà hai, bà ba, bà tư nhà cụ bá chửi người ta. Bây giờ họ mới thấy người ta chửi lại cả nhà cụ bá. Mà chửi mới sướng miệng làm sao, mới ngoa ngoắt làm sao. Họ bảo nhau, phen này cha con thằng bá Kiến đố còn dám giác mặt đi đâu nữa. Mộ mã tổ tiên đến lộn lên mất. Cũng có người hiền lành hơn bảo, phúc đời nhà nó, cha ông Lý không có ở nhà. Ông Lý đây là ông Lý Cường, con giai cụ bá nổi tiếng là hết dịch, coi người như trơm rác. Phải ông Lý Cường thử có ở nhà xem. Quả nhiên họ nói có sai đâu. Đấy, có tiếng người sang sảng quát, mày muốn lôi thôi cái gì? Cái thằng không cha không mẹ mày, mày muốn lôi thôi cái gì? Đã bảo mà, cái tiếng quát tháo kia là tiếng Lý Cường. Lý Cường đã về, Lý Cường đã về. Phải biết, à ha, một cái tát rất kêu. Ôi, cái gì thế này? Tiếng đấm tiếng đá nhau bình bịch. Thôi cứ gọi là tan xương. Bỗng choang một cái, thôi phải rồi, hắn đập cái chai vào cột cổng. Ồ, hắn kêu, hắn vừa chửi vừa kêu làng nước như bị người ta cắt họng. Ồ, hắn kêu, ôi làng nước ơi, cứu tôi với. Ôi làng nước ơi, bố con thằng bá Kiến nó đâm chết tôi rồi. Thằng Lý Cường nó đâm chết tôi rồi, làng nước ơi. Và họ thấy Chí Phèo lăn lộn dưới đất, vừa kêu vừa lấy mảnh chai cào vào mặt. Máu ra loe loét trông gớm quá. Mấy con chó xông vào quanh hắn, sủa rất hăng. Lý Cường hơi tái mặt, đứng nhìn mà cười nhạt, cười khinh bỉ. Ngỡ là cái gì, chẳng quá ra nằm ăn dạ. Thì ra hắn định đến đây nằm dạ. Người ta tuôn đến xem, mấy cái ngõ tối xung quanh đùng ra biết bao nhiêu là người. Thật ồn ào như chợ. Bà cả, bà hai, bà ba, bà tư nhà cô bá cũng vững dạ vì có anh Lý, cũng xưng xỉa ra chửi góp. Thật ra các bà muốn xem Chí Phèo ra làm sao, không khéo nó có ý gieo dạ cho cụ ông phen này. Nhưng kìa, cụ ông đã về, cụ cất tiếng rất sang hỏi. Cái gì mà đông như vậy? Chỗ này lạy cụ, chỗ kia lạy cụ, người ta kính cẩn giãn ra, và Chí Phèo bỗng nằm dài, không nhúc nhích, rên khe khẽ như gần chết. Thoáng nhìn qua, đã hiểu cơ sự rồi. Làm lý trưởng rồi chánh tổng, bây giờ lại đến lượt con cụ làm lý trưởng. Những việc như thế này cụ không lạ gì. Cụ hãy quát mấy bà vợ đang xưng xỉa chật tân công với chồng. Các bà đi vào nhà, đàn bà chỉ lôi thôi, biết gì? Rồi quay lại bọn người làng, cụ dịu giọng hơn một chút. Cả các ông, các bà nữa, về đi thôi chứ, có gì mà xúm lại như thế này? Không ai nói gì, người ta dần dần tản đi. Vì nể cụ bá cũng có,
nhưng vì nghĩ đến sự yên ổn của mình cũng có. Người nhà quê vốn ghét lôi thôi, ai dại gì đứng ì ra đấy, có làm sao họ triệu mình đi làm chứng. Sao còn trơ lại Chí Phèo và cha con cụ Bá, bây giờ cũng mới lại gần hắn, khẽ lay và gọi: "Anh Chí ơi, sao anh lại làm ra thế?" Chí Phèo lim dim mắt, rên lên: "Tao chỉ liều chết với bố con nhà mày đấy, nhưng tao mà chết thì có thằng sát nghiệp mà còn rủ tù chứ biết chừng." Cụ Bá cười nhạt, nhưng tiếng cười giòn giả lắm. Người ta bảo cụ hơn người cũng chỉ bởi cái cười. "Cái anh này nói mới hay, ai làm gì anh mà phải chết? Đời người chứ có phải con ngoe đâu, lại say rồi phải không?" Rồi đổi giọng, cụ thân mật hỏi: "Về bao giờ? Sao không vào tôi chơi, đi vào nhà uống nước?" Thấy Chí Phèo không nhúc nhích, cụ tiếp luôn: "Nào đứng lên, cứ vào đây uống nước đã. Có cái gì ta nói chuyện tử tế với nhau, cần gì mà phải làm thanh động lên như thế, người ngoài biết mang tiếng cả." Rồi vừa xốc Chí Phèo, cụ vừa phàn nàn: "Khổ quá, giá có tôi ở nhà thì đâu đến nỗi, ta nói chuyện với nhau thế nào cũng xong. Người lớn cả, chỉ một câu chuyện với nhau là đủ. Chứ tại thằng Lý Cường nóng tính không biết nghĩ trước nghĩ sau. Ai, chứ anh với nó còn có họ kia đó." Chí Phèo chẳng biết họ hàng ra làm sao, nhưng cũng thấy lòng nguôi nguôi. Hắn cố làm ra vẻ nặng nề, ngồi lên. Cụ Bá biết rằng mình đã thắng, đưa mắt nháy con một cái, cụ quát: "Lý Cường đâu? Tụi mày đáng chết, không bảo người ta đun nước, mau lên." Cụ dắt Chí Phèo đứng dậy, giục thêm vài tiếng nữa, và Chí Phèo chịu đi. Hắn chỉ cố khập khiễng cái chân như bị què, là vì lúc ấy trong người hắn rượu đã hơi nhạt rồi, không còn kêu gào chửi bới. Hắn thấy hình như không còn hăng hái nữa, sự ngọt ngào làm mềm nhũn. Giả lại những người đứng xem về cả rồi, hắn thấy mình như trơ trọi. Cái sợ cứu hữu trong lòng thức dậy, cái sợ xa xôi thuở ngày xưa, hắn thấy quả là táo bạo. Không táo bạo mà dám gây sự với cha con Bá Kiến bốn đời làm tổng lý. Và nghĩ thế, hắn thấy hắn cũng oai. Hắn làm cái ông gì ở làng này, không dây cánh, không họ hàng thân thích, anh em không có, đến bố mẹ cũng không. Thế mà cũng dám độc lực chọi nhau với Lý Trưởng, Chánh Tổng, Bá Hộ Tiên Chỉ làng Vũ Đại, Chánh Hội đồng Kỳ Hào, huyện Hào, bất kỳ nhân dân đại biểu, khét tiếng đến cả trong hàng huyện. Thử hỏi đã có mặt nào trong cái làng hơn 2.000 suất đinh này làm được như thế? Kể làm rồi có chết cũng là cam tâm. Vậy mà không, cái cụ Bá thét ra lửa ấy lại xử nhũng, mời hắn vào nhà xơi nước. Thôi cũng hả, đã xử nhũng thì hắn vào, nhưng bỗng hắn lại hơi ngần ngại. Biết đâu cái lão cáo già này nó lại chả lừa hắn vào nhà rồi lôi thôi. Ồ, mà thật có thể như thế lắm. Này nó hãy lôi ngay mấy cái mâm, mấy cái nồi hay đồ vàng đồ bạc ra khoác vào cổ hắn, rồi cho vợ ra kêu làng lên, rồi cột cổ hắn vào, chân cho một trận ôm xương, rồi du cho là ăn cướp thì sao? Cái thằng Bá Kiến này, già đời đục khoét, còn đớn cái nước gì mà chịu lép như trấu thế? Thôi dạ gì mà vào miệng cọp, hắn cứ đứng đây này, cứ lăn ra đây này, lại kêu toán lên xem nào. Nhưng nghĩ ngợi một tí, hắn có lăn ra kêu nữa, liệu có còn ai ra? Giả lại bây giờ rượu nhạt rồi, nếu lại phải rạch mặt mấy nhát nữa thì cũng đau. Thôi, cứ vào. Vào thì vào, cần quái gì? Muốn đập đầu thì vào ngay nhà nó mà đập đầu còn hơn ở ngoài. Cùng lắm, nó có dở quẻ, hắn cũng chỉ đến đi ở tù. Ở tù thì hắn coi là thường. Thôi, cứ vào. Vào rồi, hắn mới biết những cái hắn sợ là hảo cả. Bá Kiến chả có ý muốn dàn xếp cùng hắn thật. Không phải cụ đớn, chính thật cụ khôn róc đời. Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ hai sợ kẻ cố cùng liều thân. Chí Phéo không là anh hùng, nhưng nó là cái thằng liều lĩnh. Liều lĩnh thì ai thèm chấp? Thế nào là mềm nắng trắng buông? Cái nghề làm việc quan, nếu nhất nhất cái gì cũng đè đầu ấn cổ thì lại bán nhà đi cho sớm. Cụ vẫn bảo Lý Cường như thế đấy. Vũ Dũng như hắn mà làm lý trưởng là nhờ có cụ. Cụ mà chết đi rồi, chúng nó lại không cho ăn bùn. Tiến dậy làm tổng lý không phải việc dễ. Ở cái làng này,
dân quá 2000, xa phủ xa tỉnh, kể ăn thì cũng dễ ăn, nhưng không phải hễ mà làm lý trưởng thì cứ việc ngồi mà khoét. Hồi năm nọ, một thầy địa lý qua đây có bảo đất làng này vào cái thế quần ngư tranh thực, vì thế mà bọn đàn anh chỉ là một đàn cá tranh mồi. Mồi thì ngon đấy, nhưng mà năm bè bảy mối, bè nào cũng muốn ăn. Ngoài mặt tử tế với nhau, nhưng thật ra trong bụng lúc nào cũng muốn cho nhau lụng bại để cưỡi lên đầu lên cổ. Ngay thằng Chí Phèo này đến đây sinh sự, biết đâu lại không có thằng nào ấy đến. Nếu cụ không chịu nhịn, làm cho to chuyện có khi tốn tiền. Cái nghệ quan bám thằng có tóc, ai bám thằng trọc đầu. Bỏ tù nó thì dễ rồi, nhưng bỏ tù nó cũng có ngày nó được ra. Liệu lúc ấy nó có để mình yên không chứ? Cụ phải cái vụ thằng Năm Thọ mãi đến giờ vẫn chưa quên. Năm Thọ vốn là một thằng đầu bò đầu bướu. Hồi ấy Bá Kiến mới ra làm lý trưởng, nó hình như kình nhau với lão ra mặt. Lý Kiến muốn trị nhưng chưa có dịp. Được ít lâu, hắn can dự vào một vụ cướp bị bắt giam. Lý Kiến ngấm ngầm vận động cho vào tù. Vẫn tưởng một người giai dế như Năm Thọ mà thất cơ lỡ giận đến nỗi tội tù, làm gì còn dám giác mặt mo về làng. Lý Kiến mừng thầm rằng đã nhổ được cây đinh trước mắt. Nào ngờ một buổi tối Lý Kiến đang ngồi một mình soạn giấy má thì Năm Thọ giác dao sộc vào. Nó đứng chặn lấy cửa và bảo nếu kêu lên một tiếng thì đâm chết liền. Thì ra nó vượt ngục và về đây nhờ ông Lý một cái thẻ mang tên một người lương thiện và 100 đồng bạc để trốn đi. Nó lại bảo nghe nó thì nó đi biệt, mà không nghe nó thì nó đâm chết. Rồi muốn ra sao thì ra, còn muốn sống với vợ con thì nghe nó. Lẽ tất nhiên là Lý Kiến nghe. Năm Thọ đi phen ấy là mất tâm, cũng không bao giờ về nữa thật. Nhưng thói đời, tre già măng mọc, có bao giờ hết những thằng du côn? Năm Thọ vừa đi, lại có binh chức ở đâu lần về. Mà thằng này lúc nó còn ở nhà, nào nó có ngạo ngược gì cho cam. Người ta đã phải gọi hắn là cục đất. Ai bảo làm sao thì ư hử làm vậy, mới quát một tiếng thì đã đái cả ra quần. Thuế bỏ một đồng thì đóng quá hai, đến nỗi có con vợ hay hay mắt. Bị người ta ghẹo cũng chỉ im ỉm rồi về nhà hành vợ, chứ chẳng dám ho he gì. Thế đấy, cái nghề đời hiền quá cũng quá ngu. Ở đâu chứ ở đất này đã ngu, đã nhịn thì chúng nó ấn cho đến không còn ngóc đầu lên được. Hắn làm thì làm cật lực mà quanh năm vẫn nghèo rớt mồng tơi, chỉ vì một miếng cũng không giữ được mà ăn. Đứa nào nói dớ nó cũng xoay, mà đứa nào xoay thì cũng chịu. Sau cùng, bực quá, hắn ra đi lính, lại càng thêm tội. Không bực còn được vợ, tuy rằng thỉnh thoảng có bị sấy sớt ra ngoài, nhưng vẫn là vợ mình. Bực thì quá ra mất vợ. Bởi vì chị vợ ở nhà còn trẻ, mới 2 con, cái mắt sắc như dao lại hồng hồng đôi má, bỗng nhiên sinh ra vắng chồng, của ngon trờ trờ ngay trước mắt, ai mà chịu được. Nhà chị Binh ở gần đường, ông Phó đi đánh bạc ban đêm về cũng tạt vào. Anh Trương Tuần đi tuần cũng tạt vào, anh hàng xóm cũng mò sang. Thậm chí đến cái thằng Hương Điền, đầu 2 thứ tóc, già đời làm đầy tớ cho các ông lý trưởng cũng bon men vào gạ gẫm. Vợ binh chức đã nghiễm nhiên thành một con nhà thổ không phải trả tiền để bọn lý dịch trong làng chuyên đổi. Chính nghe Lý Kiến, tuy hồi ấy đã có đến 3 vợ, cũng không nỡ bỏ hoài cái của không dưng được trời cho, và không bỏ hoài ông còn được lợi. Mỗi lần chị Binh đi lĩnh lương hay lĩnh măng đa của chồng, phải mượn ông Lý đi nhận thực. Không ông Lý nào giác của nhà đi ăn mà nhận thực cho người ta, điều ấy là cố nhiên. Nhưng với Lý Kiến thì không những cơm rượu tiền túi, còn phải cho ngồi xe chung và còn ở lại tỉnh nữa. Thế là mấy đồng bạc lương đi đời. Mấy đứa con của chị ngày mai chỉ được mấy cái kẹo đạn mút, hay hậu hĩnh ra thì được mấy cặp bánh giày giò ăn. Thành thử công lao anh Binh rút lại chỉ cho chị Binh mỗi tháng một lần hưởng những cuộc vui với ông Lý nhà. Chẳng hiểu anh ta cũng biết thế mà chán cảnh nhà hay sao mà mãn hạn 3 năm cũng không thấy trở về. Rồi ít lâu sau, có trát về làng tróc nã và áp giải tên Trần Văn Chức. Lý Kiến khai tên ấy thuộc hạng dân lưu tán không về làng. Nhưng khai hôm trước thì hôm sau hắn về. Lý Kiến sai đầy tớ đem trát đến nhà đòi hắn. Hắn đến ngay, nhưng lại dẫn theo cái vợ và 2 con. Không đợi ông Lý nói một câu, hắn rút con dao chọc tiết lợn ra, nhăm nhăm cầm ở tay mà bảo rằng chẳng nói dấu gì ông, tôi can án giết người. Nếu ông không thương mà bắt giải thì vợ con tôi chết đói. Thôi thì đằng nào chúng nó cũng chết, tôi đâm chúng nó chết ở đây, rồi bắt đi ở tù luôn thảy. Mắt hắn đỏ ngầu, lưỡi dao hắn qua lên loang loáng, chỉ trông cũng lạnh gáy.
hắn có thể giết người được lắm, mà không chỉ giết có vợ và con thôi. Khi hắn có gan đâm chết vợ con, thì hắn có kiêng gì cái cổ của người khác? Lý Kiến nghĩ ngợi một lúc, rồi bảo cứ về rồi ông liệu. Ông liệu nghĩa là ông che đậy cái án của hắn cho không ai biết, và mỗi lần có Trác về nhắc, ông lại khai rằng vẫn chưa có tên chức về. Thế là hắn nghiễm nhiên sống ở ngay chính giữa quê hương hắn. Và bây giờ người ta thấy vợ hắn rất chính chuyên mà lại trung thành, chỉ chăm chỉ làm ăn để nuôi hắn. Những ông trưởng, ông phó tự nhiên nghĩ bụng rằng người ta có chồng rồi mà còn chàng màng thì phải tội. Ai cũng sinh ra tử tế cả, chỉ trừ anh Binh, bởi vì chức bây giờ lại rất mực ngang ngược. Hắn ăn giường đấy, nhưng chẳng nộp thuế cho ai. Thúc hắn thì hắn chửi, cấm giường hắn thì hắn chém. Xin chuyện với hắn thì chính Lý trưởng làng có lỗi, bởi vì cố ý ẩn lậu hắn là một tên can phạm. Ấy thế mà hắn cũng chưa vừa lòng đâu. Một hôm, không hiểu nghĩ ngợi thế nào, hắn vác dao đến, bảo thẳng vào mặt Lý Kiến rằng: "Hồi tôi còn tại ngũ, tôi gửi về nhà có trăm, không biết vợ tôi nó tiêu pha gì hay cho trai mà không còn một đồng nào cả. Tôi hỏi thì nó bảo ở nhà đàn bà con gái một mình, không dám giữ tiền, được đồng nào mang gửi cho ông Lý cả. Tôi sợ nó bịa ra nên đã trói sẵn nó ở nhà. Bây giờ tôi đến thưa với ông, tính toán xem được bao nhiêu cho đem về nuôi cháu. Thiếu một đồng thì tôi không để yên cho chúng nó." Lý Kiến hiểu rằng chúng nó đây có thể gồm cả ông. Ông cười nhạt bảo rằng: "Thế này này, anh Minh à, chị ấy gửi tôi thì quả là không có." Hắn trợn mắt lên quát: "Thế thì thằng nào ăn đi!" Lý Kiến vội nói lấp ngay: "Thế nhưng mà anh có thiếu tiền thì cứ bảo tôi một tiếng. Chị ấy trót tiêu đi rồi thì có giết cũng chẳng ra. Lôi thôi làm gì xin tội." Ông mở tráp ra, quăng hắn 5 đồng bạc. Hắn cầm lấy, lạy ông tử tế, rồi xách dao ra về. Từ hôm ấy, hắn thành tử tế với Lý Kiến, nhận lại chỗ đầy tớ chân tay. Nhưng Lý Kiến thỉnh thoảng vẫn phải cho hắn tiền, cho mãi đến năm ngoái đây, hắn chết. Thì năm nay lại nảy ra Chí Phèo, một thằng hiền lành như đất. Tội nghiệp cho hắn, có lần Lý Kiến thấy hắn vừa bóp đùi cho bà ba, vừa run run, bỗng nhiên dùng dậy dở toàn những giọng uống máu người không tanh. Thì ra già néo đứt dây, cụ tiên chỉ làng Vũ Đại nhận ra rằng đè nén con em đến nỗi nó không chịu được phải bỏ làng đi là dại. 10 thằng đã đi ra thì 9 thằng trở về với cái vẻ hung đồ, cái tính ương ngạnh học được từ phương xa. Một người khôn ngoan chỉ bóp đít nửa chừng, hãy ngấm ngầm để người ta xuống sông, nhưng rồi dắt nó lên để nó đền ơn. Hãy đập bàn đập ghế đòi cho được 5 đồng, nhưng được rồi thì lại dứt trả lại 5 hào, vì thương anh tung quá. Và cũng phải tùy mặt nữa, những thằng có máu mặt, vợ đẹp, con đàn chính là những thằng dễ bóp. Trái lại những thằng tứ cố vô thân, giết chúng thì dễ, nhưng giết được chỉ còn có xương, mà gây với chúng là mở một dịp tốt để cho các phe nghịch xoay lại mình. Làng nào cũng có nhiều cánh, mỗi cánh kết bè kết đảng chung quanh một người. Cánh của Bá Kiến, cánh ông Đội Tảo, cánh ông Tư Đạm, cánh ông Bác Tùng. Bằng ấy cánh du lại với nhau để bóc lột con em, nhưng ngấm ngầm chia rẽ, nhẹ từng chỗ hở để mà trị nhau. Cụ lại nhận ra rằng, ở cái đất nhà quê, bọn dân hiền lành chỉ e cổ làm nuôi bọn Hào Lý. Nhưng chính bọn Hào Lý nhiều khi lại phải ngậm miệng cung cấp cho những thằng cùng hơn cả dân cùng liều lĩnh, lúc nào cũng có thể cầm dao đâm người hay đâm mình. Nhưng cụ không phải là một người ưa than thở. Than thở chẳng ích gì cho ai. Cái bọn dân đinh suốt đời bị đè nén, sở dĩ bị đè nén suốt đời chỉ vì khi bị đè nén, chúng chỉ biết than thở chứ không biết làm gì khác. Cụ Bá Kiến không cần than thở, trị không lợi thì cụ dùng. Cụ nghĩ bụng cũng phải có những thằng đầu bò chứ, không có những thằng đầu bò thì lấy ai mà trị những thằng đầu bò. Thế lực của cụ sở dĩ lấn át được những dây cánh khác, một phần lớn cũng bởi cụ biết mềm biết cứng, biết thu dụng những thằng bạc mạng không sợ chết và không sợ đi tù. Những thằng ấy chính là những thằng được việc, khi cần đến chỉ cho nó dâm hào uống rượu là có thể sai nó tác hại bất cứ anh nào không nghe mình. Gặp người bướng bỉnh đanh thép thì nó lừa đốt nhà hay cho mấy lát dao. Gặp người non mặt thì nó quăng vào chai rượu lậu hay gây sự rồi lăn ra kêu làng. Có chúng nó xin chuyện thì mới có dịp mà ăn. Nếu không thì giữa đám dân hiền lành và yên phận này, khéo lắm chỉ bóp nặng được vài vụ thuế. Thuế 1 năm có 1 lần,
Nếu chỉ trông vào đấy thì bán cha đi cũng không đủ để bù vào chỗ 3-4 ngàn bạc chạy chọt để tranh triện đồng. Vì thế, đêm hôm ấy, ở nhà Bá Kiến ra về, Chí Phèo vô cùng hả hê. Bá Kiến đã không du dạ gì cho hắn, lại còn giết gà mưa rượu cho hắn uống, xong lại đãi thêm đồng bạc để về uống thuốc. Đồng bạc, làm gì đến thế? Hắn loạn choạng vừa đi vừa cười, hắn chẳng cần đến 3 xu. Lúc ngồi tù hắn có học mót được mấy bài thuốc giấu, chỉ vài nắm lá là mặt hắn lại đâu vào đấy ngay, còn đồng bạc lại để đi uống rượu. Hắn uống được có 3 hôm, hôm thứ 4 thì hắn trợn mắt lên, bảo con mẹ hàng rượu rằng: "Hôm nay ông không có tiền, nhà mày bán chịu cho ông 1 chai, tối ông mang tiền tới trả." Mụ bán hàng rượu hơi ngần ngừ, thế là hắn rút bao diêm đánh cái xòe, châm diêm lên mái nhà mụ. Mụ hoảng hốt kêu la ôm sòm, rồi dập tắt ngọn lửa vừa mới cháy, rồi khóc khóc méo méo. Mụ đưa chai rượu, hắn hầm hầm, chỉ vào mặt mụ bảo rằng: "Cái giống nhà mày không ưa nhẹ, ông mua chứ ông có xin nhà mày đâu. Mày tưởng ông quỵt hả? Mày thử hỏi cả làng xem ông có quỵt nó đứa nào không. Ông không thiếu tiền, ông còn gửi đằng cụ Bá, chiều nay ông đi lấy về ông trả." Mụ vừa kéo lên quẹt nước mũi vừa bảo: "Chúng cháu không dám chắc lép, nhưng quả là ít vốn mà." Hắn quát lên: "Ít vốn thì tối nay ông trả, nhà mày đã chết liền hay sao?" Rồi hắn xách chai ra về. Hắn về cái miếu con ở bờ sông, vì vốn từ trước đến nay không có nhà. Lúc đi đường, hắn đã dặn được ở nhà nào đó 4 quả chuối xanh và bốc của cô hàng xén 1 dúm con muối trắng. Bây giờ hắn uống rượu với chuối xanh chấm muối trắng và thấy rằng cũng ngon. Hắn uống rượu với cái gì cũng ngon. Uống xong hắn chùi miệng, rồi ngật ngà ngật ngưỡng đến nhà Bá Kiến. Gặp ai hắn cũng bảo: "Hắn đến nhà của Bá Kiến đòi nợ đây." Mới trông thấy hắn vào đến sân, Bá Kiến đã biết hắn đến sinh sự. Cái mắt thì ngầu lên, hai chân thì đi lảo đảo, cái môi bầm lại mà run bần bật. Cũng may hắn không cầm giỏ chai. Bá Kiến dõng dạc hỏi: "Anh Chí đi đâu đây?" Hắn chào to: "Lại cụ, bẩm cụ, con đến cửa cụ để kêu cụ một việc." Giọng hắn lè nhè và tiếng đã gần như méo mó, nhưng bộ điệu thì lại như hiền lành. Hắn vừa gãi đầu gãi tai vừa lải nhải: "Bẩm cụ, từ ngày cụ bắt đi ở tù, con lại sinh ra thích đi ở tù. Bẩm có thể con có nói gian thì trời tru đất diệt. Bẩm quá là đi tù nó sướng quá, đi ở tù còn có cơm để mà ăn. Bây giờ về làng về nữa, một thước đất cắm dùi không có, chả làm gì nên ăn. Bẩm cụ, con lại đến kêu cụ, cụ lại cho con đi tù." Cụ Bá quát, bắt đầu bao giờ cụ cũng quát để thử dây thần kinh của người: "Anh này lại say khước rồi." Hắn xông lại gần, đảo ngược mắt, giơ tay lên nửa chừng: "Bẩm không, bẩm thật không sai, con đến xin cụ cho con đi tù. Mà nếu không được thì... thì thưa cụ..." Hắn móc đủ mọi túi để tìm một cái gì. Hắn giơ ra, đó là một con dao nhỏ nhưng rất sắc. Hắn nghiến răng nói tiếp: "Vâng, bấm không được thì con phải đâm chết 3 thằng rồi cụ bắt con giải quyện." Rồi hắn cúi xuống tần mần gọt cạnh cái bàn liêm. Cụ Bá cười khanh khách, cụ vẫn tự phụ hơn đời cái cười tào tháo ấy. Cụ đứng lên vỗ vai hắn mà bảo rằng: "Anh bứa lắm, nhưng này anh Chí à, anh muốn đâm người cũng không khó gì. Đội tảo nó còn nợ tôi 50 đồng đó. Anh chịu khó đến đó đòi cho tôi, đòi được tự nhiên coi giường." Đội tảo là một tay giai dế trong làng, dây cánh ông ta mạnh, vẫn kình nhau với nhà cụ Bá, mà cụ Bá thường phải chịu bởi hắn là cựu binh, lương hưu trí nhiều, quen thuộc nhiều, lại ăn nói giỏi. Hắn dây cụ Bá 50 đồng đã lâu, bây giờ đột nhiên trở mặt dỗ tuột, lấy cớ rằng số tiền ấy tính vào món tiền chè Lý Cường ra làm lý trưởng chưa tạ hắn.
Cụ Bá tức như chọc họng, nhưng chưa biết làm thế nào, bởi vì thằng binh chức đầy tớ chân tay của cụ khả dĩ đương đầu với hắn được, chết năm ngoái rồi. Bây giờ cụ mới lại gặp được Chí Phèo, có thể thay cho binh chức. Cụ thử nói khích xem sao. Nếu nó trị được đội Tảo thì tốt lắm, nếu nó bị đội Tảo trị thì cụ cũng chẳng thiệt gì, đằng nào cũng có lợi cho cụ cả. Chí Phèo nhận ngay, hắn tức khắc đến nhà đội Tảo và cất tiếng chửi ngay từ đầu ngõ. Giá gặp phải hôm khác thì có án mạng lắm, đội Tảo cũng có thể đâm chém được, chưa bao giờ chịu hèn trước cuộc giao tranh. Nhưng phúc đợi cho hắn hay là cho Chí Phèo, hôm ấy hắn ốm liệt giường, không sao nhấc mình dậy được. Có lẽ hắn cũng không biết Chí Phèo chửi hắn. Vợ hắn thấy Chí Phèo thở ra mùi rượu và biết rõ đầu đuôi món nợ, lấy 50 đồng giấu chồng đưa cho người nhà đi theo Chí Phèo. Đàn bà vốn chuộng hòa bình, họ muốn yên chuyện thì thôi, gai ngạnh làm gì cho sinh sự. Vả lại, bà nội cũng nghĩ rằng chồng mình đang ốm, chồng mình có nợ người ta hẳn hoi, và 50 đồng bạc đối với nhà mình là mấy, lôi thôi lại trả tốn đến 3 lần 50 đồng. Vì thế Chí Phèo mới được dinh dinh ra về. Hắn thấy hắn oai thêm bậc nữa, hắn tự đắc: anh hùng làng này không có thằng nào bằng ta. Cụ Bá thấy mình thắng bên địch mà không cần đến hội đồng làm biên bản xem chừng thích chí, cụ đưa luôn cho anh đệ tớ chân tay mới luôn 5 đồng. Anh Chí à, cả 50 đồng này phần anh, nhưng nếu anh lấy cả thì chỉ 3 hôm là tan hết. Vậy anh cầm lấy chỗ này uống rượu, còn để tôi bán cho anh mảnh giường, không có giường đất thì làm ăn gì. Chí Phèo vâng dạ ra về. Mấy hôm sau, cụ Bá bảo Lý Cường cho hắn 5 sào giường ở bãi sông cấm thuế của một người làng hôm nọ. Chí Phèo bỗng thành ra có nhà. Hồi ấy, hắn mới đâu 27 hay 28. Bây giờ thì hắn đã thành người không tuổi rồi, 38 hay 39, 40 hay ngoài 40. Cái mặt hắn không trẻ cũng không già, nó không phải là mặt người, nó là mặt của con vật lạ. Nhìn mặt những con vật có bao giờ biết tuổi? Cái mặt hắn vàng vàng mà lại muốn xả màu tro, nó dằn dọc dằn ngang không thứ tự, biết bao nhiêu là sẹo. Vết những mảnh chai của bao nhiêu lần ăn dạ kêu làng, bao nhiêu lần hắn nhớ làm sao nổi. Bao nhiêu việc ức hiếp, phá phách, đâm chém, mưu hại người ta giao cho hắn làm. Những việc ấy chính là cuộc đời của hắn, cuộc đời mà hắn cũng chả biết đã dài bao nhiêu năm rồi. Bởi vì ngay đến cái thẻ có biên tuổi hắn cũng không có, trong sổ làng người ta vẫn khai hắn là dân lưu tán, lâu năm không về làng. Hắn nhớ mang máng rằng có lần hắn 20 tuổi, rồi hắn đi ở tù, rồi hình như hắn 25, không biết có đúng không. Bởi từ đấy thì đối với hắn không còn ngày tháng nữa, bởi vì từ đấy hắn bao giờ cũng say. Những cơn say của hắn tràn cơn này qua cơn khác thành một cơn dài, mênh mông. Hắn ăn trong lúc say, ngủ trong lúc say, thức dậy vẫn còn say, đập đầu rạch mặt chửi bới, dọa nạt trong lúc say, uống rượu trong lúc say, để rồi say nữa, say vô tận. Chưa bao giờ hắn tỉnh, và có lẽ hắn chưa bao giờ tỉnh táo để nhớ rằng có hắn ở đời. Có lẽ hắn cũng không biết rằng hắn là con quỷ dữ của làng Vũ Đại, để tác quái cho bao nhiêu dân làng. Hắn biết đâu hắn đã phá bao nhiêu cơ nghiệp, đập nát bao nhiêu cảnh yên vui, đạp đổ bao nhiêu hạnh phúc, làm chảy máu và nước mắt của bao nhiêu người lương thiện. Hắn đâu biết gì hắn làm tất cả những việc ấy trong khi người hắn say. Hắn say thì hắn làm bất cứ cái gì người ta sai hắn làm. Tất cả dân làng đều sợ hắn và tránh mặt hắn mỗi khi hắn qua. Vì thế cho nên hắn chửi hay là chẳng vì cái gì hắn cũng chửi. Cứ rượu xong là hắn chửi. Hắn chửi như những người say rượu hát. Giá hắn biết hát thì có lẽ hắn không cần chửi. Khổ cho hắn và khổ cho người hắn lại không biết hát. Thì hắn chửi cũng như chiều nay hắn chửi. Hắn chửi trời và đời, hắn chửi cả làng Vũ Đại, hắn chửi tất cả những đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng mặc, ai mà hoài hơi, tức mình hắn chửi đứa nào đẻ ra chính hắn, lại càng không ai cần. Và hắn lấy thế làm ức lắm, bởi vì người ta không thể chửi nhau một mình. Chửi nhau một mình thì còn văn vẻ gì? Thế là chắc chắn đã có một cớ để tức tối, một cớ rất chính đáng để hắn có thể hùng hổ đi báo thù. Phải, hắn phải báo thù. Báo thù vào bất cứ ai, hắn phải vào nhà nào mới được, bất cứ nhà nào. Hắn sẽ rẽ vào bất cứ ngõ nào hắn gặp để đập phá đốt nhà hay lăn ra kêu làng nước. Phải đấy, hắn sẽ rẽ vào bất cứ ngõ nào hắn gặp. À, đầu kia rồi, mau mau. Nhưng mà mặt trăng lên, mặt trăng rằm dành dạnh,
và ánh trăng chảy trên đường trắng tinh. Ồ, cái gì đây? Đen và méo mó trên đường trăng nhễ nhại. Nó xịt sạc về bên trái, thu gọn vào rồi lại dài loan ra, xé rách vài chỗ. Nó cứ quần quật dưới chân Chí Phèo. Chí Phèo đứng lại và nhìn nó, và hắn bỗng nhiên ngã cười. Hắn cười ngặt nghẽo, cười rủ rượi. Giá hắn cứ chửi lại còn dễ nghe. Cái vật xịt sạc trên đường chính là bóng hắn. Thế là hắn cười, và hắn quên báo thù. Hắn đi qua cái ngõ đầu tiên kia rồi. Bây giờ thì đến ngõ nhà Tự Lãng, một anh thầy cúng có bộ râu lờ phờ. Chí Phèo bỗng nảy ra một ý, tạt vào đây và đập cái bàn chầu văn của lão Tự nửa mùa này ra. Bởi vì lão Tự này vừa làm thầy cúng, lại vừa làm nghề quạng lợn. Cái đàn của lão lừng phừng, nghe còn chối tai hơn là lợn kêu. Nhưng lúc vào thì lão Tự lại đang uống rượu. Lão uống rượu ngay ở sân, vừa uống vừa vuốt râu, vừa run run cái đùi. Chí Phèo đứng lại nhìn, thấy lão cũng hay hay. Hắn thấy tất cả những người uống rượu đều hay hay. Rồi đột nhiên hắn khát. Trời ơi, sao mà khát? Khát đến cháy cổ họng, không do dự. Hắn lại bên lão Tự, nhấc lấy cái chai rượu, ngửa cổ dốc vào mồm tu. Lão Tự duỗi cái cổ gà giặt lông ra, trố mắt lên, nhưng không nói gì. Lưỡi lão ríu lại rồi, còn nói làm sao được. Lão đã uống hết hai phần chai, còn một phần thì Chí Phèo tu nốt. Hắn tu có một hơi, rồi khà một cái, chép cái miệng như còn thèm. Rồi hắn nắm lấy mấy cái râu lờ phờ của lão Tự, nâng soi lên trăng mà cười. Lão Tự cũng cười. Hai thằng say rượu ngã vào nhau mà cười, như một đôi tri kỷ cuồng. Rồi Tự Lãng vào nhà xách hai chai rượu nữa. Lão còn đúng hai chai nữa. Lão mời Chí Phèo uống nữa, uống thật say, không cần gì. Cứ việc uống, đừng có lo ngại gì đấy. Giờ lão chết đến 7-8 năm nay rồi. Con gái lão chữa quan bỏ lão đi. Lão chỉ có một mình, không còn vợ con nào mè nheo. Lão muốn uống đến bao giờ thì uống. Cứ uống, cứ uống, cứ uống đi ông bạn lạc đường từ cung trăng xuống ạ. Uống thật tợn, uống đến đái ra rượu thì mới thích. Nhịn uống để làm gì? Có giàu, có sang, có làm nên ông cả bà lớn nữa, chết cũng không ai gọi là cụ lớn mã. Lão sống có đến hơn 50 rồi mà chưa thấy một cụ lớn mã nào sống sót. Chỉ có cái mã đất. Ai chết cũng thành cái mã, say sưa chết cũng thành cái mã. Lo gì? Cứ say. Chưa bao giờ Chí Phèo được thỏa thê đến thế. Hắn lấy làm lạ sao mãi đến hôm nay hắn mới ngồi uống rượu với thằng cha Tự này. Chúng uống với nhau rất là nhiều, và rất là nhiều. Người ta tưởng như cả làng Vũ Đại phải nhịn uống để đủ rượu cho chúng uống. Đến lúc hết cả hai chai thì Tự Lãng đã bò ra sân. Lão bò như cua và hỏi Chí Phèo rằng người ta đứng lên bằng cái gì. Chí Phèo dần ngửa lão ra, vuốt cây râu lờ phờ của lão mấy cái, rồi để mặc lão thế. Hắn lão đảo ra về. Hắn vừa đi vừa phanh ngực ra mà gãi. Hắn gãi ngực, rồi gãi lên cổ, gãi mang tai và gãi lên cả đầu. Có lúc hắn phải đứng lại giữa đường mà gãi, nghịch chân lên mà gãi. Hắn bức rứt quá, ngứa ngáy quá, và chợt nghĩ ngay đến cái bờ sông gần nhà. Bởi vì cái giường của hắn ở gần một con sông con, nước lặng và trong, khắp bãi trồng toàn dâu, giờ đưa đẩy những thân mềm quặt quẹo cuộn theo nhau thành làng. Duy có giường nhà hắn trồng toàn chuối, ở một góc giường có túp lều con. Những đêm trăng như đêm nay, cái giường phẳng ngổn ngang như bóng chuối đen, như những cái áo nhuộm dắt tung lên bãi. Và những tàu chuối nằm ngửa ưỡn cong cong lên, hứng lấy trăng xanh rời rợi như là ướt nước, thỉnh thoảng bị gió lay lại dẫy lên đành đạch như là hứng tình. Chí Phèo vừa tò mò nhìn những tàu lá chuối vừa đi xuống giường, nhưng hắn không vào cái túp lều úp súp mà thẳng ra bờ sông. Hắn định sẽ nhảy xuống tắm cho khỏi ngứa ngáy, rồi lăn ngay ra giường mà ngủ. Tội gì chui vào lều, bước đến không còn thở được. Một thằng như hắn đập đầu không chết, huống hồ là gió sương. Đến bờ sông hắn dừng lại vì hình như có người thật, và hắn ngay ra nhìn. Hắn nhìn dưới hai lọ nước và tựa lưng vào gốc chuối, một người đàn bà ngồi tinh hinh. Chính là người đàn bà. Hắn biết vậy là nhờ mái tóc dài buông xõa xuống vai trần và ngực, hai tay trần của mụ buông xuôi, cái mồm của mụ há hốc lên trăng mà ngủ hay là chết. Đôi chân thì duỗi thẳng ra trước mặt, cái váy đen xộc xịch. Bên kia có lẽ vì mụ dậy cái yếm xẹo xọ để trật ra cái sườn nay nay. Tất cả những cái ấy phơi ra trăng, trừ rượi những trăng làm trắng những cái đó, có lẽ ban ngày không trắng, trăng làm đẹp lên. Chí Phèo tự nhiên thấy ứ đầy miệng bao nhiêu là nước dãi, mà cổ thì lại khô,
Hắn nuốt ừng ực, hắn thấy cái gì rộn rạo trang khắp người. Bỗng nhiên hắn run run. Ồ, tại sao như thế được? Đáng lẽ chính người đàn bà khốn nạn kia phải run mới phải. Cái người đàn bà dại dột đã nằm ịnh ịch mà ngủ ngay gần nhà hắn này. Nhưng người đàn bà ấy lại chính là Thị Nở, một người ngẩn ngơ như những người đần trong cổ tích và xấu ma chê quỷ hờn. Cái mặt của thị đích thực là một sự mỉa mai của quá công. Nó ngắn đến nỗi người ta có thể tưởng bề ngang lớn hơn bề dài. Thế mà hai má nó lại hóp vào mới thật là tai hại. Nếu má nó phinh phính thì mặt thị lại còn được hao hao như mặt lợn, là thứ mặt vốn nhiều hơn người ta tưởng trên cổ người. Cái mũi thì vừa ngắn vừa to vừa đỏ, vừa sần sùi như vỏ cam sành, bành bạnh muốn chen lẫn nhau, với những cái môi cũng cố to không thua cái mũi. Có lẽ vì cố quá cho nên chúng nức nở như rạn ra. Đã thế thì lại ăn trầu thuốc. Hai môi dày được bồi cho dày thêm, cũng may huyết trầu sánh lại, che được cái màu thịt trâu xám quách. Đã thế những cái răng rất to lại chìa ra, ý hẳn chúng nghĩ sự cân đối chữa được một vài phần cho sự xấu. Đã thế thì lại dở hơi, đó là một ân huệ đặc biệt của Thượng Đế Chí Công. Nếu sáng suốt thì người đàn bà ấy sẽ khổ sở ngay từ khi mua cái gương thứ nhất. Và thị lại nghèo, nếu trái lại, ít nhất đã có một đàn ông khổ sở. Và thị lại là dòng giống của một nhà có mã hủi. Cái này khiến không một chàng trai nào phải phân vân. Người ta tránh thị như tránh một con vật rất tởm. Ngoài 30 tuổi thì vẫn chưa có chồng. Ở cái làng Vũ Đại này, người ta kết bạn từ khi lên 8, và có khi có con từ lúc 15. Không ai đợi đến năm 20 để đứa con thứ nhất. Cứ nhìn tình hình ấy thì ta nói quách, thị Nở không có chồng, mà thị cũng không còn ai thân thích, trừ một người cô đã có thể được gọi là già và đã không chồng như thị. Số trời định thế để không ai phải trơ trọi trên đời này. Người cô làm thuê cho người đàn bà buôn chuối và trầu không xếp tàu đi Hải Phòng, có khi đi tận Hòn Gai, Cẩm Phả. Còn thị sống bằng những nghề lặt vặt ở làng. Hai cô cháu sống trong một cái nhà tre cách giường của Chí Phèo bởi một con đê. Hắn ở ngoài bãi, hai người ở trong xóm. Có lẽ chính vì thế mà thị Nở không sợ cái thằng mà cả làng sợ. Gần gũi lâu cũng sinh quen, mà quen thì ít khi còn sợ. Những người trông coi vườn bách thú thường bảo rằng hổ báo hiền y như mèo, và lại có lý nào để thị sợ hắn đâu. Người ta không ai sợ kẻ khác phạm đến cái xấu, cái nghèo, cái ngẩn ngơ của mình, mà thị lại chỉ có ba cái ấy. Một phần nữa cũng bởi Chí Phèo ít khi ở nhà, mà ở nhà thì hắn lại hiền lành, ai có thể ác trong khi ngủ. Hắn chỉ về nhà để ngủ. Ngày nào thị Nở cũng phải qua giường nhà hắn 2-3 lần, là vì qua giường nhà hắn có một lối nhỏ đi ra sông. Trước kia cả xóm vẫn dùng cái ngõ ấy để ra sông tắm giặt và kính nước. Nhưng từ khi hắn đến, người ta thôi dần tìm một lối khác đi xa hơn, trừ thị Nở. Thị đã bảo thị là người dở hơi, thị không thích làm như kẻ khác. Quá tin ở người, quá tin ở mình liều lĩnh, bướng bỉnh, hay có lẽ chỉ không chịu rời thói quen. Nhưng hãy biết thị cứ đi ngõ ấy và vẫn chẳng làm sao cả, thế rồi quen đi. Có lần trong lúc Chí Phèo ngủ, thị vào cả nhà hắn để trọi nhờ lửa nữa. Có lần thị xin của hắn một ít rượu để bóp chân, hắn mãi ngủ cào nhào bảo thị rằng ở xó nhà ấy muốn rót bao nhiêu thì rót, để yên cho hắn ngủ. Và lắm lúc thì ngạc nhiên, sao người ta ghê hắn đến thế. Chiều hôm ấy thị Nở cũng ra sông kính nước như mọi chiều. Nhưng chiều hôm ấy trăng lại sáng hơn mọi chiều, trăng tỏa trên sông, và sông gợn biết bao nhiêu gợn vàng. Những vàng ấy rung rinh mới trông thật đẹp, nhưng trông lâu mỏi mắt, gió lại mát như quạt hầu. Thị Nở thấy muốn ngáp mà mí mắt thì nặng dần, toan díp lại. Thị vốn có một tật không sao chữa được, có lúc đột nhiên muốn ngủ, bất cứ ở đâu hay đang làm gì. Bà cô thị bảo thị là một người vô tâm. Ngáp một cái thì nghĩ bụng, khoan hãy kín nước, hãy để lọ xuống ngồi nghỉ đây. Bởi vì thị đã lật quật đập đất từ trưa tới giờ, mà mấy khi được một nơi mát thế, mắt trợn da trợn thịt, sung sướng quá, mắt y như quạt hầu. Thị cởi áo ra ngồi tựa vào gốc chuối, dáng ngồi không kín đáo, nhưng không bao giờ thị biết thế nào là lả lơi. Con người vô tâm, không hay nghĩ ngợi xa xôi mà. Vả lại ở đây chẳng có ai, Chí Phèo đã về đâu, mà hắn có về thì cũng say khướt, đã ngủ từ nửa đường, và tới nhà tức khắc chúi đầu vào ngủ nốt. Hắn ra làm gì đây, cho có ra nữa thì đã sao? Thị không thể sợ hắn có thể phạm đến thị, bởi lẽ rất giản dị là thị chưa thấy ai phạm đến thị bao giờ. Thật ra thì thị cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều đến thế. Trong óc thị đã có một bóng đen lan rồi, thị không ngồi thì không chịu được,
Ngồi một lúc thì thấy rằng nếu cứ ngồi mãi thì ngủ mất. Nhưng thị đã ngủ đến hai phần rồi. Và thị nghĩ, thì ngủ, ngủ thì đã làm sao? Về nhà thì cũng chỉ ngủ, ngủ ngay đây cũng vậy. Bà cô đi theo hẹn ít ra cũng dăm hôm mới về. Thì cứ ngồi đây cho mát, và thị ngủ. Thì ngủ ngon lành và say sưa. Chí Phèo vẫn say say nhìn và trung trung. Bỗng nhiên hắn trón trén lại gần thị nở. Lần đầu tiên hắn trón trén từ khi về làng. Thoạt tiên, hắn xách cái lọ để ra xa, rồi hắn lẳng lặng ngồi xuống bên sườn thị. Và thị nở giật mình. Thị nở mới kịp giật mình thì thằng đàn ông đã bám víu lấy thị. Thị dùng dãy đẩy ra, thị mở mắt, thị tỉnh hẳn, thị nhận ra Chí Phèo. Thị vừa thở, vừa giật nhau với hắn vừa hổn hển. Ơ hay, buông ra, tôi kêu làng, buông ra, tôi kêu làng lên bây giờ. Thằng đàn ông phì cười, sao thị lại kêu làng nhỉ? Hắn vẫn tưởng chỉ có hắn mới kêu làng thôi, người ta lại kêu tranh của hắn. Bỗng nhiên hắn la lên kêu làng. Hắn kêu như một kẻ bị đâm, vừa kêu vừa dằn người đàn bà xuống. Thị nở trố mắt ngay ra nhìn, thị nở kinh ngạc. Sao hắn lại kêu làng nhỉ? Mà hắn vẫn chưa chịu thôi kêu làng. Cũng may người quanh đây không có ai lạ gì tiếng hắn, mà khi hắn kêu làng thì không ai cần động dạng. Họ lão bảo chửi rồi lại ngủ. Hắn kêu làng cũng như người khác buồn, hát ngao. Đáp lại hắn chỉ có lũ chó cắn sao lên trong xóm. Thị nở bỗng nhiên bật cười. Thị nở vừa rủa vừa đập tay lên lưng hắn. Nhưng đó là cái đập yêu. Bởi vì đập xong, cái tay ấy lại dúi lưng hắn xuống. Và chúng cười với nhau. Bây giờ thì chúng ngủ bên nhau. Đứa bé bú no thì ngủ. Người ta ngủ say sau khi làm việc yêu. Chúng ngủ như chưa bao giờ được ngủ. Trăng vẫn thức, vẫn trong trẻo. Trăng rắc bụi trên sông. Và sông gợn biết bao nhiêu vàng. Nhưng đến gần sáng, bỗng nhiên Chí Phèo chống một tay xuống đất, ngồi lên một nửa. Hắn thấy nôn nao, chân tay bủng rủng, như đến 2-3 ngày nhịn đói. Thế mà bụng lại phinh phính đầy, hình như bụng hơi đau. Còn hình như gì nữa, thôi đúng đau bụng rồi. Đau thật, đau mỗi lúc một dữ, nó cứ cuộn cuộn lên. À mà trời lành lạnh, hễ có gió thì kinh kinh. Mỗi lần gió hắn rương rướng người, hắn muốn đứng lên. Sao đầu nặng quá mà chân thì bẫy rẫy. Mắt hắn qua lên, bụng quặn lại, đau gò người. Hắn ọe 3-4 cái, ọe mãi. Giá mửa ra được thì dễ chịu. Hắn cho một ngón tay vào móc họng. Hắn ọe ra một cái to hơn, ruột hình như lộn lên, nhưng cũng chỉ nhổ ra toàn nước dãi. Hắn nghĩ một tí rồi lại cho tay vào mồm. Lần này thì mửa được. Trời ơi, mửa thốc, mửa tháo, mửa ồng ọc, mửa đến cả ruột, đến nỗi người đàn bà phải dậy. Thì ngồi nhổm dậy và ngơ ngác nhìn. Cái óc nặng nề ấy phải lâu mới nhớ ra và lâu mới hiểu. Bây giờ thì Chí Phèo đã mửa xong. Hắn mệt quá, lại giật người ra đất. Hắn đờ hai con mắt khẽ rên. Hắn chỉ còn đủ sức để rên khe khẽ. Từ đống mửa bay lại một mùi gì thoảng như mùi rượu. Hắn bỗng nhiên rùng mình. Thị nở lại đặt một tay lên ngực hắn. Thị suy nghĩ đến bây giờ mới xong. Thị hỏi hắn, vừa thổ hả? Mắt hắn đảo lên nhìn thị. Nhìn một thoáng rồi lại đờ ra ngay. Đi vào nhà nhé. Hắn làm như gật đầu, nhưng cái đầu không động đậy, chỉ có cái mí mắt là nhích thôi. Thì đứng lên. Nhưng hắn đứng lên làm sao được, thì quàng tay vào nách hắn, đỡ cho hắn gượng ngồi. Rồi thị kéo hắn đứng lên, hắn đu vào cổ thị. Hai người lảo đảo đi về lều. Không có giường, chỉ có một cái chõng tre. Thì để hắn nằm lên, và đi nhặt nhạnh tất cả những manh chiếu rách đắp lên cho hắn. Hắn hết trên, hình như hắn ngủ, thì cũng lim dim chực ngủ. Nhưng trong nhà nhiều muỗi quá, muỗi nhắc cho chị cái áo quên ngoài giường. Thị ra giường, đôi lọi nhắc cho thị việc đi kính nước. Thì mãi mốt mặc áo, kính nước, rồi xách đôi lọ nước đi về nhà. Trăng chưa lặn, không chừng trời còn khuya. Thì lên giường định ngủ, nhưng nhớ lại việc lạ lùng tối qua. Thị cười. Thị thấy không buồn ngủ, và thị cứ lăn ra lăn vào. Khi Chí Phèo mở mắt thì trời đã sáng lâu, mặt trời chắc đã cao, và nắng bên ngoài chắc là rực rỡ. Cứ nghe chim ríu rít bên ngoài là đủ biết. Nhưng trong cái lều ẩm thấp vẫn chỉ hơi tờ mờ. Ở đây người ta thấy chiều lúc xế trưa, và gặp đêm thì bên ngoài trời vẫn sáng. Chưa bao giờ Chí Phèo nhận thấy thế, bởi chưa bao giờ hết say. Nhưng bây giờ thì hắn tỉnh. Hắn bâng khuâng như tỉnh dậy. Hắn thấy miệng đắng, lòng mơ hồ buồn,
người thì bủng rủng, chân tay không buồn nhất, hay là đói rượu? Hắn hơi rùng mình, ruột gan lại nôn nao lên một tí. Hắn sợ rượu cũng như những người ốm sợ cơm. Tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá, có tiếng cười nói của những người đi chợ. Anh thuyền chài gõ mái chèo đuổi cá. Những tiếng quen thuộc ấy hôm nào chả có, nhưng hôm nay hắn mới nghe thấy. Chao ôi là buồn. Giải hôm nay bán mấy? Kém 3 xu gì à? Thế thì còn ăn thua gì? Thật thế đấy, nhưng chẳng lẽ Trằng lại chơi? Chí Phèo đoán một người đàn bà hỏi một người đàn bà khác đi bán giải ở Nam Định về. Hắn nôn nao buồn là vì mẫu chuyện ấy nhắc cho hắn một cái gì rất xa xôi. Hình như có một thời hắn đã ao ước có một gia đình nho nhỏ. Chồng cuốc mướn cày thuê, vợ dệt vải, chúng lại bỏ một con lợn nuôi để làm vốn liếng. Khá giả thì mua 2-3 xào ruộng làm. Tỉnh dậy hắn thấy già mà vẫn còn cô độc, buồn thay cho đời. Có lý nào như thế được? Hắn đã già rồi hay sao? Ngoài 40 tuổi đầu, dẫu sao đó không phải tuổi mà người ta mới bắt đầu sửa soạn. Hắn đã tới cái dốc bên kia của đời. Ở những người như hắn, chịu đựng biết bao nhiêu là chất độc, đầy đọa cực nhọc mà chưa bao giờ ốm. Một trận ốm có thể gọi là dấu hiệu báo rằng cơ thể đã hư hỏng nhiều. Nó là một cơn mưa gió cuối thu cho biết trời gió rét, nay mùa đông đã đến. Chí Phèo hình như đã trông thấy trước tuổi già của hắn, đói rét và ốm đau, và cô độc. Cái này còn đáng sợ hơn đói rét và ốm đau. Cũng may thì nở giàu, nếu thì không giàu, cứ để hắn vẫn dơ mãi, thì đến khóc được mất. Thì giàu cấp một cái rổ, trong có một nồi gì đậy dung, đó là một nồi cháo hành còn nóng nguyên. Là vì lúc còn đêm, thì trằn trọc một lát, thì bỗng nhiên nghĩ rằng, cái thằng liều lĩnh ấy kể ra thì đáng thương, còn gì đáng thương bằng đau ốm mà nằm còng queo một mình. Giá thử đêm qua không có thị thì hắn chết, thì kiêu ngạo vì đã cứu sống một người. Thì thấy như yêu hắn, đó là một cái lòng yêu của một người làm ơn, nhưng cũng có cả lòng yêu của một người chịu ơn. Một người như thị nở càng không thể quên được. Cho nên thị nghĩ, mình bỏ hắn lúc này thì cũng bạc, dẫu sao cũng đã ăn nằm với nhau. Ăn nằm với nhau như vợ chồng, tiếng vợ chồng thấy ngượng ngượng mà thinh thích. Đó vẫn là điều mong muốn âm thầm của con người khốn nạn ấy chăng? Hay sự khoái lạc của xác thịt đã làm nổi dậy những tính tình mà thị chưa bao giờ biết? Chỉ biết rằng thị muốn gặp Chí Phèo, gặp hắn mà nhắc lại chuyện đêm qua thì chắc buồn cười lắm. Gớm, sao lại có thứ người đâu mà lì quá thế? Người ta ngồi đấy mà dám sáng lăn ngay vào. Nó chả ngang ngược mà người ta kêu bé, nó lại làm to hơn. Mà kể thì cũng ngù ngờ, cái thằng trời đánh không chết ấy, nó còn sợ ai mà hồng kêu. Nhưng mà đáng kiếp, thổ trận ấy thật là phải biết, cứ gọi là hôm nay nhọc đừ. Phải cho hắn ăn tí gì mới được, đang ốm thế thì chỉ ăn cháo hành. Ra được mồ hôi thì là nhẹ nhõm người ngay đó mà. Thế là vừa sáng thì đã chạy đi tìm gạo. Hành thì nhà thị may lại còn. Thị nấu bỏ vào cái rổ mang ra cho Chí Phèo. Thằng này rất ngạc nhiên. Hết ngạc nhiên thì hắn thấy mắt mình hình như ương ướt. Bởi vì lần này là lần thứ nhất hắn được một người đàn bà cho. Xưa nay nào hắn có thấy ai tự nhiên cho cái gì. Hắn vẫn phải dọa nạt hay giật cướp. Hắn phải làm cho người ta sợ. Hắn nhìn bát cháo bốc khói mà bâng khuâng. Thị nở thì chỉ nhìn trộm hắn, rồi lại toe toét cười. Trong thị thế mà có duyên, tình yêu làm cho có duyên. Hắn thấy vừa vui lại vừa buồn. Và một cái gì nữa, giống như là ăn năn, cũng có thể như thế lắm. Người ta hay ăn năn hối hận về tội ác khi không đủ sức để ác nữa. Thị nở giục hắn ăn nóng. Hắn cầm lấy bát cháo đưa lên mồm. Trời ơi, cháo mới thơm làm sao, chỉ khói xông vào mũi cũng đủ làm người nhẹ nhõm. Hắn húp một húp và nhận ra rằng những người suốt đời không ăn cháo hành không biết rằng cháo rất ngon. Nhưng sao lại mãi đến bây giờ hắn lại nếm vị mùi cháo? Hắn tự hỏi rồi lại tự trả lời, vì có ai nấu cho ăn đâu, mà còn ai nấu cho mà ăn nữa. Đời hắn chưa bao giờ được săn sóc bởi một tay đàn bà. Hắn nhớ đến bà ta, cái con quỷ cái hay bắt hắn bóp chân mà lại kêu bóp lên trên, trên nữa. Nó chỉ nghĩ đến sao cho thỏa nó, chứ có yêu hắn đâu. Hồi ấy hắn 20 tuổi, người ta không là đá nhưng cũng toan là xác thịt. Người ta không thích cái gì người ta khinh, giả lại bị một con đàn bà gọi đến nhà mà bóp chân. Hắn thấy nhục hơn là thích, huống hồi lại sợ. Quả thật, từ khi biết rằng con vợ chủ sai hắn là một việc không chính đáng, hắn vừa làm vừa run, không làm thì không được. Mọi việc trong nhà quyền đàn bà, chứ hắn có lòng nào đâu. Đến nỗi người đàn bà phát cáo, bà thấy xa xôi không được,
phải làm đến nơi. Bà bảo hắn rằng, mày thật thà quá, con trai gì 20 tuổi mà đã như ông già. Hắn vẫn giả vờ không hiểu. Bà lẳng lơ bảo, cha nhẽ tao gọi mày vào chỉ để búp chân thế này thôi ư. Và thấy hắn dùng dằn, bà mắng xơi xơi vào mặt. Hắn chỉ thấy nhục chứ yêu đương gì. Không, hắn chưa được một người đàn bà nào yêu cả. Vì thế mà bác cháu hành của thị nở làm hắn suy nghĩ nhiều. Hắn có thể tìm bạn được, sao lại chỉ gây kẻ thù. Bác cháu húp xong rồi, thị nở đỡ lấy bác cháu và múc thêm bát nữa. Hắn thấy mình giả bao nhiêu mồ hôi. Mồ hôi chảy ra trên đầu, trên mặt, những giọt to như giọt nước. Hắn đưa tay áo quệt ngang một cái, quệt mũi cười rồi lại ăn. Hắn càng ăn, mồ hôi lại càng nhiều. Thị nở nhìn hắn, lắc đầu thương hại. Hắn thấy lòng thành trẻ con. Hắn muốn làm nũng với thị như với mẹ. Ôi sao mà hắn hiền, ai dám bảo đó là thằng Chí Phèo vẫn đập đầu, rạch mặt mà đâm chém người. Đó là cái bản tính của hắn. Ngày thường bị lấp đi, hay trận ốm thay đổi hẳn về sinh lý, cũng thay đổi cả về tâm lý nữa. Những người yếu đuối vẫn hay hiền lành, muốn ác phải là kẻ mạnh. Hắn đâu còn mạnh nữa. Và có lúc hắn ngẫm mình mà lo. Xưa nay hắn chỉ sống bằng giật cướp và dọa nạt. Nếu không còn sức mà giật cướp dọa nạt nữa thì sao? Đã đành, hắn chỉ mạnh vì liều. Nhưng hắn mơ hồ thấy rằng sẽ có một lúc mà người ta không thể liều lĩnh được nữa. Bây giờ mới nguy. Trời ơi, hắn thèm lương thiện. Hắn muốn làm quà với mọi người biết bao. Thị nở sẽ mở đường cho hắn. Thì có thể sống yên ổn với hắn thì sao người khác lại không thể được? Họ sẽ nhận lại hắn vào cái xã hội bằng phẳng, thân thiện của những người lương thiện. Hắn băn khoăn nhìn thị nở như thăm dò. Thì vẫn im lặng, cười tinh cẩn. Hắn thấy tự nhiên nhẹ người. Hắn bảo thị, giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ? Thị không đáp, nhưng cái mũi đỏ của thị như càng bệnh ra. Hắn thấy thế cũng không có gì là xấu. Bằng một cái giọng nói và một vẻ mặt rất phong tình theo ý hắn, hắn bảo thị, hay mình sang đây ở với tớ một nhà cho vui. Thị lườm hắn, một người thật xấu khi yêu cũng lườm. Hắn thích chí khanh khách cười. Lúc tỉnh táo, hắn cười nghe thật hiền. Thị nở lấy làm bằng lòng lắm. Bây giờ mấy bác cháu ý chừng đã ngấm, hắn thấy lòng rất vui. Hắn bẹo thị nở một cái làm thị nảy hẳn người lên, và hắn cười. Hắn lại bảo, đằng ấy còn nhớ gì hôm qua không? Thị phát khẽ hắn một cái, làm vẻ không ưa đùa. Sao mà e lệ thế? Xấu mà e lệ thì cũng đáng yêu. Hắn cười ngất và muốn làm thị thẹn thùng hơn nữa. Hắn déo thị một cái thật đau vào đùi. Lần này thì không những thị nảy người, thì kêu lên choe choé. Thị nắm cổ hắn mà dúi xuống. Chúng tỏ tình với nhau, không cần đến những cái hôn. Ai lại hôn khi có những cái môi nứt nẻ như bờ ruộng vào kỳ đại hạn và cái mặt rạch ngang dọc như mặt thớt. Giả lại, có những cách âu yếm bình dân hơn. Chúng cấu déo hoặc phát nhau, thiết thực biết mấy. Chúng sẽ làm thành một cặp rất xứng đôi. Chúng cũng nhận thấy thế và nhất định là lấy nhau. Như thế 5 ngày chẳng thì ở nhà hắn cả ngày lẫn đêm. Trừ những lúc đi kiếm tiền, hắn không còn kinh rượu nhưng cố uống cho thật ít để cho khỏi tốn tiền, nhưng nhất là để tỉnh táo để yêu nhau. Đàn bà không men như rượu nhưng cũng làm người say. Và hắn say thì lắm, nhưng thị lại là người dở hơi. Đến hôm thứ 6 thì thị bỗng nhớ rằng thị có một người cô ở đời. Người cô ấy nội ngày nay sẽ về. Thị nghĩ bụng, hãy đừng yêu để hỏi cô thị đã. Thấy thị hỏi, bà già kia bật cười. Bà tưởng đâu cháu bà nói đùa, nhưng chợt nhớ rằng cháu bà vốn dở hơi, bà bỗng trở nên hoảng hốt. Bà nhục cho ông cha nhà bà, cũng có lẽ bà tủi thân bà. Bà nghĩ đến cái đời dằn vặt của bà, không có chồng, bà thấy chua xót lắm. Bà quất ức với ai không biết, nhưng rồi đổ cái quất ức ngay lên cháu bà. Người đàn bà đức hạnh ấy thấy cháu bà sao mà đỉ thế, thật đốn mạc. Ngoài 30 tuổi mà chưa trót đời. Ngoài 30, ai lại còn đi lấy chồng? Ai đời lại còn đi lấy chồng? Ừ, mà có lấy thì lấy ai chứ? Đàn ông chết hết cả rồi sao mà lại đâm đầu đi lấy một thằng không cha? Ai lại đi lấy cái thằng chỉ có một nghề là đi rạch mặt ra ăn dạ? Trời ơi, nhục nhã ơi là nhục nhã. Ơi ông cha nhà bà. Bà gào lên như con mẹ dại. Bà xỉa xói vào mặt cái con cháu 30 tuổi mà chưa trót đời. Bà bảo phắt nó, đã nhịn được đến bằng này tuổi thì nhịn hẳn, ai lại đi lấy thằng Chí Phèo? Thị nghe thấy thế mà lộn ruột. Nhưng thị biết cãi bà làm sao.
con người ấy có quyền nói thế, bởi con người ấy 50 tuổi rồi còn ai lấy chồng. Thị biết cãi làm sao, mà không cãi được thì giận dữ nổi lên đùng đùng. Thị tức lắm, thị tức lắm, thị cần đổ cái tức ấy lên một người. Thị lon ton chạy sang nhà Nhân Ngãi. Thị thấy hắn đang uống rượu, và vừa uống vừa lầm bầm chửi thị về nhà lâu. Hắn không quen đợi, bởi phải đợi, hắn lại lôi rượu mà uống cho đỡ buồn. Uống vào thì phải chửi, quen mồm rồi. Nhưng thị làm gì mà hắn chửi, mà hắn có quyền gì chửi thị? Ồ, thị điên lên mất, thị dẫm chân xuống đất, rồi lại nhảy cẩn lên như thượng đồng. Hắn thú vị quá, lắc lư cái đầu cười. Lại còn cười, nó nhạo thị. Trời ơi, thị điên lên mất, trời ơi là trời. Thị chống hai tay vào hắn, vinh vinh cái mặt, và tớn cái môi dĩ đại lên, trút vào mặt hắn tất cả những lời bà cô. Hắn nghĩ ngợi một tí rồi hình như hiểu. Hắn bỗng nhiên ngẩn người. Thoáng một cái, hắn lại như hít hít thấy cái hơi cháu Hành. Hắn cứ ngồi ngẩn mặt không nói gì. Thị trút giận xong rồi, cái mũi đỏ dị xuống rồi lại bệnh ra. Thị hả hê lắm lắm. Thị ngoen ngoáy cái mông đít ra về. Hắn sửng sốt đứng lên gọi lại. Ai mà thèm lại, còn muốn lôi thôi cái gì? Hắn đuổi theo thị, nắm lấy tay thị. Thị gạt ra, lại dúi thêm cho một cái. Hắn lăn khèo xuống sân. Đã lăn ra thì hắn phải kêu. Bao giờ chả thế. Hắn nhặt một hòn gạch toan đập đầu, nhưng hình như hắn chưa thật say. Vì hắn nghĩ đập đầu ở đây chỉ thiệt, đập đầu ở đây để mà ăn giả ai. Hắn phải tự đến cái nhà con đĩ nở kia, đến đi đâm chết cả nhà nó, đâm chết cái con khộm già nhà nó. Nếu không đâm được, lúc ấy hãy đập đầu kêu lạc. Muốn đập đầu phải uống thật say, không có rượu, lấy gì làm cho máu nó chảy. Phải uống thêm chai nữa. Và hắn uống, nhưng tức quá, càng uống càng tỉnh ra. Tỉnh ra, chao ơi, buồn. Hơi rượu không sặc sụa, hắn cứ thoang thoảng thấy hơi cháo Hành. Hắn ôm mặt khóc trưng trức, rồi lại uống. Hắn ra đi với một con dao ở thắt lưng. Hắn lảm nhảm, tao phải đâm chết nó. Nhưng hắn lại cứ thẳng đường mà đi. Cái gì đã làm hắn quên rẽ vào nhà thị nở? Những thằng điên và những thằng say rượu không bao giờ làm những cái mà lúc ra đi chúng định làm. Trời nắng lắm, trên đường vắng, hắn cứ đi, cứ chửi, cứ dọa giết nó và cứ đi. Bây giờ đến ngõ nhà cụ bá, hắn song song đi vào. Cả nhà đi làm đồng vắng, chỉ có mình cụ bá đang nằm nghỉ trưa. Nghe tiếng hắn, cụ thấy sao bực mình quá. Chính thật thì cụ cũng đang bực mình, bởi vì cụ thấy đầu hơi nhức. Cụ đang muốn có một bàn tay mang mát xoa cái đầu. Cũng có lẽ cụ chỉ muốn bà Tư đừng đi lâu quá thế. Đi lâu thế không biết rằng đi đâu. Sao bà ấy còn trẻ quá, gần 40 rồi mà trông còn phây phây. Còn phây phây quá đi nữa. Cụ năm nay đã ngoài 60, già yếu quá, nghĩ mà chua xót. Già thế thì bà ấy chỉ cũng già đi cho xong. Bà ấy lại cứ trẻ, cứ phây phây, cứ đẹp như mới ngoài 20 tuổi, mà sao đa tình. Nhìn thì thích, nhưng tưng tức lạ. Khác gì nhai miếng thịt bò lực sực khi rụng gần hết răng. Mắt bà, miệng bà có duyên, nhưng trông đĩ lắm. Hơi một tí là cười toe toét, tích cả mắt lại. Cái má thì hay hay, mà thấy ghét những thằng trai trẻ. Già làm con bà không đáng, mà thấy đâu cũng đùa. Chúng đùa nhạt như nước ốc, chỉ được cái thô tục, mà gặp ai đâu cũng cười. Chẳng nghĩ đến địa vị cả, người đâu mà vô tâm, tức lạ. Cụ chỉ muốn cho tất cả những thằng trai trẻ đi tù. Những lúc như thế, thì một người dẫu khôn ngoan cũng không bình tĩnh được. Nhất là khi trông thấy một thằng chỉ đến dòi tiền uống rượu như Chí Phèo. Tuy vậy, cụ cũng móc sẵn 5 hào. Thà móc sẵn để tống nó đi cho chóng. Nhưng móc rồi, cụ cũng phải quát nó một câu cho nhẹ người. Chí Phèo đấy hả? Lè bè vừa thôi chứ, tôi không phải là cái kho. Rồi ném bẹt 5 hào xuống đất, cụ bảo hắn. Cầm lấy mà cút đi cho rảnh. Rồi làm mà ăn, chứ cứ báo người ta mãi à. Hắn trợn mắt, chỉ tay vào mặt cụ. Tao không đến đây xin 5 hào. Thấy hắn toan làm dữ, cụ đành dịu giọng. Thôi, cầm lấy vậy, tôi không còn hơn. Hắn vinh cái mặt lên, rất kiêu ngạo. Tao đã bảo là tao không có đòi tiền. Giỏi, hôm nay mới thấy anh không đòi tiền. Thế anh cần gì? Hắn dõng dạc. Tao muốn làm người lương thiện. Bá Kiến cười ha hả. Ôi tưởng gì, tôi chỉ cần anh lương thiện cho thiên hạ họ nhờ. Hắn lắc đầu. Không được, ai cho tao lương thiện? Làm thế nào cho mất được những vết mảnh chai trên mặt này? Tao không thể là người lương thiện nữa, biết không?
Chỉ có một cách biết không? Chỉ có một cách là cái này biết không? Hắn rút dao ra xông vào. Bá Kiến ngồi nhổm dậy, Chí Phèo đã giăng dao tới rồi. Bá Kiến chỉ kịp kêu một tiếng. Chí Phèo vừa chém túi bụi vừa kêu làng thật to. Hắn kêu làng không bao giờ người ta dội đến, bởi thế khi người ta đến thì hắn cũng đang giãy đành đạch ở giữa bao nhiêu là máu tươi. Mắt hắn trợn ngược, mồm hắn ngáp ngáp muốn nói nhưng không ra tiếng. Ở cổ hắn thỉnh thoảng máu vẫn còn ứ ra. Cả làng vỗ đại nhau lên, họ bàn tán rất nhiều về vụ án không ngờ ấy. Có nhiều kẻ mừng thầm, không thiếu kẻ mừng ra mặt. Có người nói xa xôi: "Trời có mắt đó anh em mà." Người khác thì nói toạc ra: "Ôi, thằng nào chứ hai thằng ấy chết không ai tiếc. Rõ thật bọn chúng nó giết nhau, nào có phải cần đến tay người khác đâu." Mừng nhất là bọn Hào Lý ở trong làng. Họ tuôn đến hỏi thăm, nhưng chính là để nhìn Lý Cường bằng những con mắt thỏa mãn và khiêu khích. Đội Tảo không cần kín đáo, nó toan toan ngay ngoài chợ, trước mặt bao người: "Thằng bố chết, thằng con lớp này không khỏi người ta cho ăn bùn." Ai chả hiểu người ta đó chính là ông. Bọn đàn em thì bạn nhỏ: "Thằng Mọt Già ấy chết, anh mình nên ăn mừng." Những người biết điều thì hay ngờ vực, họ chép miệng nói: "Tre già măng mọc, thằng ấy chết còn thằng khác, chúng mình cũng chẳng lợi chút gì đâu." Bà cô thì nở chỉ vào tận mặt cháu mà đay nghiến: "Phúc đời nhà mày con nhé, cháu ôm lấy ông Chí Phèo." Thì cười và nói lãng: "Hôm qua làm biên bản, Lý Cường nghe đâu tốn gần 100, thiệt người lại tốn của." Nhưng thị lại nghĩ thầm: "Sao có lúc nó hiền như đất." Và nhớ lại những lúc ăn nằm với hắn, thị nhìn trộm bà cô, rồi nhìn nhanh xuống bụng: "Nói dại, nếu mình chữa bây giờ hắn chết rồi, thì làm ăn thế nào?" Đột nhiên thị thấy hiện ra một cái lò gạch cũ bỏ không, xa nhà cửa và vắng người qua lại. Tháng 2 năm 1941. Quý khán thính giả nghe đài thương mến, Chí Phèo thật sự là một kiệt tác trong văn xuôi đương thời, là đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của nhà văn Nam Cao. Ngòi bút Nam Cao có những quan tâm, những khám phá riêng về số phận người lao động bị chà đạp. Hình tượng nhân vật Chí Phèo, một điển hình nghệ thuật bất hủ trong văn xuôi Việt Nam, đã thể hiện cái nhìn đầy đủ, mới mẻ, độc đáo có chiều sâu và bao quát về số phận của một người dân thấp hèn trong xã hội phong kiến lúc bấy giờ. Chí Phèo sinh ra không cha, không mẹ, không họ hàng thân thích, không nhà, không cửa, không tất đất cắm dùi. Cả đời không hề được biết đến một bàn tay chăm sóc của phụ nữ nếu không gặp thì nở. Hắn ra đời trong một cái lò gạch cũ bỏ hoang, trong chiếc váy đụp. Tuổi thơ của hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này, lại đi ở cho nhà nọ. Đến 20 tuổi thì làm canh điền cho nhà Bá Kiến. Người nông dân cùng khổ ấy không được sống ngay cả cuộc đời nghèo khổ nhưng lương thiện của mình. Anh đã bị xã hội cướp đi cả bộ mặt người cùng linh hồn người để trở thành một con thú dữ và bị loại khỏi xã hội loài người. Bản chất lương thiện của anh đã bị xã hội ra sức hủy diệt. Lão Cường Hào Bá Kiến vì ghen tuông đã cho giải Chí Phèo lên huyện, rồi sau đó để anh Chí ngồi tù. Cái nhà tù thực dân ấy đã tiếp tay lão Cường Hào bắt giam anh Chí lương thiện, vô tội, để rồi thả ra một Chí Phèo lưu manh, hung ác. Trở về làng, Chí Phèo trở thành một con người khác hẳn, con quỷ dữ của làng Vũ Đại. Hắn muốn sống thì phải gây gỗ, cướp giật, ăn già. Muốn thế hắn phải gan, phải mạnh. Những thứ ấy Chí Phèo tìm thấy ở rượu. Thế là Chí Phèo luôn say, và hắn say thì hắn làm bất cứ cái gì người ta sai hắn làm. Chí Phèo thay đổi cả nhân hình và nhân tính. Cái đầu trọc lóc, cái răng cạo trắng hớn, hai mắt gườm gườm trông gớm chết. Chí Phèo trở nên xa lạ với mọi người và xa lạ với chính anh. Chí Phèo giờ đây đã là con quỷ dữ của làng Vũ Đại, để tác quái cho bao nhiêu dân làng. Hắn đạp đổ bao nhiêu sự nghiệp, làm tan nát biết bao nhiêu gia đình, làm chảy máu và nước mắt của bao nhiêu người. Và thế là hắn không còn được mọi người coi là người nữa. Ai cũng tránh mặt hắn mỗi lúc hắn qua. Nhưng điều đặc sắc và đáng quý hơn nữa ở Nam Cao là ngay trong khi miêu tả nhân vật bị tha hóa đến chỗ tận cùng, Nam Cao vẫn phát hiện trong chiều sâu của nhân vật bản tính tốt đẹp vốn có. Chỉ cần một chút tình thương chạm khẽ vào là có thể sống dậy với bao điều tốt đẹp. Sự xuất hiện của nhân vật thị nở trong tác phẩm có một ý nghĩa thật đặc sắc. Con người xấu ma chê quỷ hận ấy lại là nguồn ánh sáng đã trọi vào chốn tối tăm của Chí Phèo, thức tỉnh, gọi dậy bản tính người của Chí Phèo,
thắp sáng một trái tim qua bao tháng ngày bị hắt hủi. Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với thị nở, Chí Phèo giờ đây đã nhận ra nguồn ánh sáng ngoài kia rực rỡ biết bao, nghe ra một tiếng chim vui vẻ, tiếng anh thuyền chài gõ mái chèo đuổi cá, tiếng lao xao của người đi chợ. Chí Phèo như đã thấy tuổi già của hắn, đói rét, ốm đau và cô độc. Cái này còn đáng sợ hơn đói rét và ốm đau. Hắn khát khao làm quà với mọi người. Nhưng bi kịch và đau đớn thay, con đường trở lại làm người của Chí Phèo vừa hé mở thì đã bị đóng sầm lại. Bà cô thị nở không cho phép cháu gái bà lấy một thằng không cha, chỉ có một nghề là rạch mặt ăn dạ. Hay nói đúng hơn là định kiến xã hội đã không cho phép Chí được làm người. Chí Phèo thật sự rơi vào bi kịch tinh thần đau đớn. Hắn lại uống rượu, nhưng càng uống càng tỉnh ra để thấm thía nỗi đau vô hạn của thân phận mình. Chí Phèo tìm đến nhà Bá Kiến, đanh thép kết án lão và giết chết lão, sau đó anh tự sát. Anh không muốn sống nữa, vì giờ đây ý thức về nhân phẩm đã trở về. Anh không thể sống kiểu lưu manh, sống như quỷ dữ nữa. Anh đã chết trên ngưỡng cửa trở về cuộc đời.